500k một đôi, 500k một đôi, 1 triệu một đôi. Đây là loa tép chuẩn chống cháy 100%, chống cháy tốt nhất thế giới, hạng bảo hành 1 năm nhé. Liên hệ với YouTube điện tử Phượng Lưu, chuyên sản xuất loa tép chống cháy tốt nhất thế giới, đẳng cấp nhất Việt Nam. Đây mới gọi là chống cháy này, đây mới gọi là xịn này. Loa này là 500k mà đã cặp, dây dày 1 mét rồi, về đấu đít loa, đít cục đẩy, đít âm đi, 1 triệu một đôi, khung gỗ đen, khung gỗ vàng đều có. Cái mẫu 500 này và mẫu 1 triệu này, nó dùng cho các loại âm ly, cục đẩy đều được. Các loại loa bát, từ bát 20 đến bát 50, loa cây, loa full, loa đứng, loa nằm đều được. Cao 16 phân, phễu 12x12, loa này 500.000. Tất cả các mẫu tép bên mình đều chống cháy, đều bảo hành 1 năm, 500, 1 triệu một đôi. Đây là tép chuẩn chống cháy, chống lì giàn. Anh em mà hay bị cháy tép nhiều, xịt tép nhiều thì liên hệ với kênh bên mình để được tư vấn và ship cho một cặp tép chuẩn xịt, chuẩn chống cháy. 500k là củ 250, 1 triệu là củ 350, hàng chuẩn xịn nha, bảo hành 1 năm. Ok nhá.